Xin chào anh em. Hôm nay kplus.vn lại tiếp tục nâng cấp một chiếc màn hình Android cho chiếc Serato đời 2016. Đấy. Thì một số các bác thì ở cái phân khúc giá tầm trung ấy, thì các bác có một câu hỏi là lắp cái sản phẩm nào là phù hợp. Thì hôm nay thì nhân đây em cũng giới thiệu cho bác một cái dòng sản phẩm mà ở cái phân khúc giá tầm trung thì bên em nhận định nó là một sản phẩm khá là phù hợp và đáp ứng được tất cả những cái tính năng mà các bác yêu cầu. Đấy. Thì sản phẩm thì là em nói đây, một chiếc Cova T1 được lắp đặt hoàn thiện và gồm rắc dưỡng, rắc zin, nắp tròn, Serato. Đấy, đây là cái giao diện phía bên ngoài của em nó, phía bên trong này. Và cái tốc độ thì rất là nhạy. Và cái thứ hai nó là đáp ứng được tất cả những công nghệ cho các bác. Đấy, và sản phẩm này thì nó đã tích hợp toàn bộ lên cái phím vô lăng, các bác chỉ còn điều khiển trên phím vô lăng này thôi. Ví dụ như là các bác tăng giảm âm lượng này. Đấy, tăng giảm âm lượng này. Thì đây em sẽ điều khiển giọng nói thao tác rất là tuyệt vời qua cái khiển vô lăng cho các bác trải nghiệm này. Ví dụ này. Mở video nhạc sàn. Mở video nhạc sàn. Đấy. Thì ngay lập tức tôi sẽ mở video nhạc sàn cho các bác này. Rất đơn giản nhá. Sản phẩm thì đã có tích hợp camera hành trình phía trên này. Đấy. Các bác thì mở camera hành trình ấy thì các bác có thể rất là đơn giản nhá. Các bác có thể mở bằng giọng nói này. Mở camera hành trình. Đấy. Thì ngay lập tức nó sẽ camera hành trình sẽ mở. Camera hành trình thì có hiển thị tốc độ, có cảnh báo xe đàn là va chạm. Đấy. Mở radio. Ngay lập tức có thể mở radio cho các bác. Nó không cần các bác phải thao tác bằng tay ở phía ngoài màn hình. Đấy, các bác này. Mở VTV1. Ngay lập tức các kênh VTV nó sẽ. Việc làm này không chỉ sai luật mà còn gây nguy hiểm cho cả người lái xe và những người xung quanh. Tăng giảm âm lượng này. Đấy. Các bác có thể mở các kênh VTV khác này. Mở VTV3. Đấy, cái tốc độ xử lý của con màn hình rất là nhanh. Đấy, các bác chỉ cần có thể là cắm sim hoặc là phát wifi cho nó thì ngay lập tức nó có thể sử dụng được. Đấy, tăng giảm lượng. Ở phía trong này, các bác thì vẫn dùng nhạc bình thường này. Vừa rồi thì em có mở VTV nên là nó đã ngắt cái lệnh nhạc của YouTube Van. Còn bình thường khi các bác trải nghiệm sử dụng YouTube Van nó có thể chạy ẩn được. Đây như thế này. Ngoài ra các bác thử dẫn đường này. Dẫn đường tới sân vận động Mỹ Đình. Thì ngay có Việt Nam một chính hãng các bác nhé. Sản phẩm Cova T1 thì hiện tại vẫn đang được tặng kèm 3 bản đồ là Việt Nam một chính hãng, Navitel và cả Google Maps trong xe. Đấy. Nó có cái cảnh báo tốc độ như này. Nếu các bác mà đi đường dài và những cung đường lạ thì các bác có thể sử dụng cái bản đồ này, các bác có thể di chuyển. Khi các bác di chuyển xong hoàn thành cái lộ trình thì các bác có thể thoát cái lộ trình ra, ví dụ như kích ở phía dưới. Sau đó nó thoát giúp em. Đấy. Dẫn đường tới Hồ Tây bằng Google. Đấy, các bác muốn dẫn đường bằng Google thì các bác chỉ đọc giọng nói bằng dẫn đường bằng Google thôi. Thì ngay lập tức cái bản đồ Google nó sẽ hiện ra cho các bác. Dẫn đường ngay. Đấy. Rất là đơn giản. Các bác thoát toàn bộ cái trình duyệt và chạy ẩn thì các bác có thể chụp vào đây. Đấy, các bác có thể xóa từng cái một như này. Hoặc là các bác có thể xóa hết ở đây. Đấy, xóa hết ở đây. Có một phát là xóa hết luôn. Đấy, hoặc là kích từng cái một ở đây. Cái nào mà không cần các bác có thể xóa đi. Đấy. Giao diện phía ngoài như này. Camera hành trình, nếu các bác thao tác camera hành trình thì có thể vào đây. Đấy. Camera hành trình trong quá trình các bác muốn xem lại thì các bác thể click vào đây. Phần playback. Đây là những cái video mà các bác xem lại. Đấy, xem lại đây. Đấy, rất là tuyệt vời, cảm ơn các bác. Trở về đây. Thu nhỏ đây. Thu nhỏ đây.
kích hai cái này, có thể to ra màn hình này. Đấy. Trong quá trình di chuyển mà ở trên phố mà các bác muốn tắt cái kênh lệnh mà cảnh báo xe lăn và va chạm thì có thể là gây cho cái phiền hà cho các bác. Ở những cung đường mà các bác không cần phải cảnh báo xe lăn thì các bác có thể kích vào đây để tắt nó đi. Như này thì ADS sẽ được tắt. Đấy. Còn nếu các bác đi đường cao tốc mà các bác cần hỗ trợ của cái vấn đề về xe lăn và va chạm, các bác thì bật nó lên. Đấy. Thì nó như này nó sẽ hiển thị. Còn các bác không thì các bác phải tắt đi. Đấy. Các bác thì sản phẩm này thì các bác có thể nâng cấp thêm một cái cảm biến slope. Đấy, như này, rồi nâng cấp lên màn hình. Đấy, sản phẩm thì có cả cái trích phạt nguội. Các bác chỉ cần đọc giọng nói cái câu lệnh là phạt nguội và biển số xe thì ngay lập tức nó sẽ ra. Đấy. Thì hôm nay em muốn giới thiệu sơ bộ qua một cái dòng sản phẩm mà ở cái phân khúc tầm trung các bác có thể nâng cấp với cái giá rất là vừa phải, 5,5 triệu, kèm camera hành trình, Việt Map, 3 bản đồ Việt Map, Navitel, Google. Và hơn nữa là cái trải nghiệm điều khiển giọng nói thông minh qua cái điều khiển giọng nói Cova. Đấy. Cova với Jetech thì cho cái chất lượng điều khiển giọng nói và cái bộ xử lý điều khiển, cái độ xử lý rất là nhanh. Ngoài ra có một điều rất ưng ý với cái sản phẩm này, đó là cái điều chỉnh âm thanh. Đó là cái equalizer. Thường thì những cái dòng màn hình trên thị trường hiện tại ấy, thì ở cái phân khúc tầm giá này thì sẽ không có phần user. Đấy, nó chỉ có phần normal thôi, normal như này thôi, hoặc là các cái kênh cài đặt sẵn, cái tính năng cài đặt sẵn như này. Đấy, thì các bác sẽ không chỉnh được âm thanh riêng mà các bác muốn nghe. Đấy là phần user. Phần user là các bác có thể là chỉnh theo cái âm thanh mà các bác trải nghiệm thực tế và thấy nó hay và phù hợp với cái thẩm âm của bên mình. Ngoài ra thì ở bên trong này nó có tận những 32 giải kênh. Đấy. Bình thường những dòng sản phẩm thông thường trên thị trường thì nó chỉ rơi vào tầm 16 giải kênh thôi. Thế nên là ở cái phân khúc tầm trung mà đã cho 32 giải kênh cho chỉnh âm thanh sâu. Em đánh giá rất là sâu. Ngoài ra có thể chỉnh bass, chest và âm thanh phía trên như này. Phía trong như này. Hiện tại thì bên em đã căn chỉnh hết tất cả âm thanh cho các anh ấy rồi. Ngoài ra thì nếu các bác mà muốn thay đổi cái giao diện hình ảnh mà phía ngoài. Đây, các bác ví dụ như là muốn thay đổi cái hình nền này nó thành một cái màu sắc khác. Thì các bác thì cứ giữ tay màn hình. Đấy. Các bác có thể hình nền cái gì vào đây. Đây, ngoài các hình nền này, màu sắc này, bác có thể chuyển sang màu xanh chất lọc. Thì ngay lập tức nó sẽ chuyển sang màu xanh như này. Đấy. Hoặc là chuyển sang màu tối hơn. Hình nền. Đấy, bác có thể lập sang một cái màu tối hơn kiểu như này. Thiết lập. Đấy. Thì ngay lập tức nó chuyển sang một màu tối hơn. Đấy. Phần giao diện hình nền phía ngoài thì các bác có thể tùy chỉnh các bác nhé. Hoặc là chuyển sang hình nền đậm. Hoặc là màu đen. Thiết lập. Đấy. Một số các bác thì lại thích màu đen cho nó nổi như kiểu này. Đấy. Còn tùy theo cái nhu cầu mà cái quá trình sử dụng của mình thì các bác có thể tùy chỉnh cái màu sắc. Đấy, màu xanh thì cũng khá là dịu mắt. Đấy, nhìn cho nó rất là trang nhã. Đấy. Ngoài ra thì các cái khi nâng cấp cái màn hình này thì tính năng zin như là gọi điện thoại dành tay qua bluetooth này, nhạc này, đấy, radio thì tất cả những tính năng này đều về zin hoàn toàn theo tính năng zin của xe. Đấy, không mất zin gì. Và thứ hai nữa là những cái sản phẩm mà cho xe ô tô thì hoàn toàn là đều là rắc zin và dưỡng zin thiết kế rất là bừa khuôn như này. Đấy. Cảm giác rất là như một chiếc màn hình theo xe luôn. Các bác có nhu cầu mà nâng cấp cái màn hình Android thì có thể liên hệ với bên em carplus.vn. Thì bên em chuyên lắp đặt nâng cấp các cái dòng màn hình Android, loa, âm thanh đấy, và đèn cho các bác. Em cảm ơn các bác. Nếu các bác thấy hay, video là hay thì các bác có thể like và ủng hộ kênh của bên em. Em chào bác nhé.